siêu cấp thần y tại đô thị Lâm Phong y tiên sống lại. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình năm 2006, Giang Nam thành phố Đông Hải Phương Đông trong bệnh viện. Một cái hộ sĩ sinh đẹp đầy cỡ nhỏ sóng siêu âm đá vụn cơ hội đi vào phòng bệnh. Số 82, chuẩn bị làm giải phẫu trên giường bệnh, một cái hơn một thước bảy, mày kiếm tinh mục đích thiếu niên nâng lên nặng nề mí mắt, mờ mịt nhìn bốn phía. Liền gặp trong phòng bệnh trắng như tiết, một cái người đẹp tóc quăn, đồ y tám màu hồng, đem rất giống máy đóng cọc đặt ở hắn vùng đan điền. Đan điền bên trong lập tức truyền tới một hồi chỗ đau, thật giống như cái gì nứt ra tựa như được. Dừng tay, lão phu tu luyện 500 mới đến kim đan, người đối với lão phu kim đan làm gì? thiếu niên đầu hôn mê vội vàng nói. Bóc y tá vỗ xuống thiếu niên. Lông đều không mọc đủ còn lão phu tu chân tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi, không phải là viên thận kết sỏi, tuổi quá trẻ còn kim đan, ngươi làm sao chẳng phân biệt được thần. Tỷ tỷ ta tối hôm qua thiếu chút nữa bị hợp thể đâu, nếu như không phải là uống thuốc ngừa thai thần đan, rất có thể rơi vào nguyên anh đơn giản một câu đùa giỡn, lại để cho mạc phàm sắc mặt đại biến, trong lòng phiên sơn đến sông vậy kinh hãi. Đây không phải là ta 16 tuổi năm ấy, vừa mới chuyển đến thành phố Đông Hải đi học, đột phát kết sỏi lúc nhạo báng y tá tỷ tỷ đối thoại. Bởi vì là đoạn văn này, hắn còn chiếm được y tá tỷ tỷ tư mật theo, nhưng là... Ta không phải ở luyện thành cửu chuyển thần đan lúc bị võ đề ám toán, hồn phi phách tán, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta Mạc phàm không có chết, từ hơn 500 tuổi trở lại 16 tuổi thời điểm, không thể nào. Hắn rõ ràng nhớ được bị võ đế quân Mạc Tà chi mời, luyện chế Cửu chuyển thần đan, giúp quân Mạc Tà đột phá đại thừa cảnh giới. Ngay tại Cửu chuyển thần đan thì phải đan thành lúc đó, quân Mạc Tà bỗng nhiên đối với hắn ra tay, một quyền đánh nát hắn kim đan. Hắn mặc dù được gọi là Bất Tử Y Tiên, tiên giới một đời y đạo kỳ tài, cả người y thuật cơ hồ không người nào có thể đạt tới. Nhưng bởi vì là say lòng y đạo, tu vi chỉ có Kim Đan kỳ, ở quân mạc tà thủ hạ liền khởi động mạng phù cơ hội cũng không có, liền bỏ mình đạo tiêu. Cái loại đó bể đan diệt hồn đau, cho dù bây giờ muốn dậy vẫn để cho hắn ruột gan đứt từng khúc. Hắn chắc chắn vô cùng, hắn đã chết hơn nữa trước khi chết, hắn còn đánh ra cuối cùng một đạo pháp tiệt, nổ luyện chế cửu chuyển thần đan lò luyện đan luân hồi chi lò, lò luyện đan và thần đan hủy trong chốc lát. Đúng rồi, pháp lực. Mạc phàm bản lĩnh bấm một cái pháp ấn, định điều động trong cơ thể pháp lực, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Không có bất kỳ pháp lực chập chờn Hắn bây giờ liền thuận tay lấy cấp thấp khôi phục pháp thuật thanh mộc quyết, đều không cách nào thi triển chẳng lẽ nói luân hồi chi lò và cửu chuyển thần đan nổ sinh xảy ra cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi tam hồn lục phách còn không có trở về vị trí cũ đâu y tá gặp mạc phàm vẫn còn ở sừng sờ bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại ra điểm xuống đưa tới mạc phàm trước mắt tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này nhanh chóng xem nhìn xong liền cho tỷ đứng lên bớt giả bộ chết đừng lấy là tỷ không biết ngươi đang suy nghĩ gì Mạc Phàm ánh mắt rơi ở điện thoại lên, trước mắt hơi sáng lên, điện thoại di động bối cảnh chính là y tá tỷ tỷ một bản tư mật theo. Vóc người nóng bỏng, hơi tốt khuôn mặt muốn che còn lộ quần áo, để cho máu người mạch phún trương. Tư mật chiếu một góc hiện lên đối với Mạc Phàm mà nói càng tin tức trọng yếu, hôm nay thời gian 20 tháng 8 năm 2006 nhìn dáng dấp thật trở lại 16 tuổi, lần nữa biến thành không có một người bất kỳ pháp lực người phàm. Kết luận như vậy, Mạc phàm không chỉ không có bất kỳ như đưa đám, ngược lại dài dài thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc bị người ám toán, từ tu sĩ biến thành người phàm, hắn nhưng lấy được được một lần lần nữa đã tới cơ hội. Lại này cơ hội đừng nói hắn là kim đan cảnh giới, chỉ sợ hắn đột phá đại thừa tấn thăng tiên giới cũng không khả năng đạt được nhưng là bây giờ hắn thật trở về trở lại cho dù là thành là y tiên sau cũng muốn trở lại thời gian kiếp trước hắn không rãnh tu luyện đem y đạo đẩy lên không người nào có thể cùng đến nước mặc dù bị tu luyện giới ban cho bất tử y tiên gọi cuối cùng lại lạc được cái bị tiểu nhân ám hại kết quả đời này liền từng bước từng bước đem thực lực tăng lên những cái kia ám toán người hắn hắn sẽ một kiếm một kiếm toàn bộ trả lại một cái vậy sẽ không bỏ qua không chỉ có như vậy, không có tu tiên trước, những cái kia từng để cho hắn ân hận suốt đời sự việc. 14 tuổi năm ấy, cha mẹ làm ăn gặp thân thích phản bội, Lang đang ở tù, ra cảnh một lần bần khổ vô cùng, không chỉ có bị người khác khi dễ còn rơi xuống cả người gốc bệnh. Thân thể một ngày không bằng một ngày. 16 tuổi, hắn từ huyện thành chuyển tới thành phố Đông Hải đi học, trong trường học biểu tỷ hết sức bảo vệ hắn, lại bị bạn học làm nhục, hắn cũng không lực phản kháng. 21 tuổi, tình địch lâm nghiêng thiên vì khiến cho hắn và bạn gái Tuyết Nhi chia tay, hại được hắn cửa nát nhà tan, bạn gặp họa theo, Tuyết Nhi cũng không khỏi không cùng hắn chia tay. Những thứ này hết thảy hết thảy, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ phát sinh nữa ba ba, mụ mụ, tiểu muội muội, biểu tỷ, mập mạp, còn có tuyết nhi, ta trở về, đời này không có ai có thể làm nhục các người, tổn thương các người, mạc phàm siết quả đấm thầm nói. Trong mắt ánh sáng nóng bỏng vô cùng, như lửa cự vậy hừng hực cháy, mẹ kiếp thằng nhóc thúi cầm chị tấm ảnh đang miên man suy nghĩ cái gì. Y tá tỷ tỷ gặp mạc phàm nhìn hai mắt sáng lên, vội vàng rượt lại điện thoại di động, bất mãn nói đây vẫn chỉ là nàng mặc quần áo tấm ảnh, nếu như thấy nàng không mặc cái này em đẹp trai còn không hưng phấn nhào tới cùng nàng hợp thể. Mạc phàm khóe miệng vi kiều, hơn 500 tuổi tâm trí ung dung đem vẻ hưng phấn giấu, khóe miệng cong ra lau một cái đã lâu nụ cười. Lúc này, cha hẳn đã bị người thân thích phản bội, trở lại quê quán Vĩnh Thành. Hắn mới vừa bị đưa vào thành phố Đông Hải đi học, còn chưa mở học, hết thầy cũng vẫn chưa muộn, vẫn chưa muộn bỗng nhiên một cái thanh âm chói tai từ bên ngoài truyền tới thì vũ nằm viện là ngươi cái đó mới từ ở nông thôn biểu đệ trương siêu ngươi có ý gì cái gì gọi là từ ở nông thôn một cái khác thanh âm quen thuộc tức giận đạo thì vũ người đừng hiểu lầm ta ý nghĩa là vừa từ huyện thành chuyển tới hì hì ta khi còn bé cũng là người nhà quê, người nếu là không thích người nhà quê, liền chớ cùng tới đây, chính ta đi vào, làm sao biết, ngươi xem ta người giống vậy sao, một hồi tranh luận. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. Siêu cấp thần y tại đô thị lâm phong gặp lại người ấy. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com con vất tơ dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất quá chốc lát, mặc phàm cửa phòng bệnh, tranh luận trai gái đi vào. Người nam mặc một thân nhãn hiệu nổi tiếng đồ hưu nhàn, trên tay còn mang Rolex đồng hồ đeo tay. Cao lớn đẹp trai, vô luận đứng ở nơi đó, đều rất có thể hấp dẫn cô gái con ngươi, chỉ bất quá đáy mắt luôn là hiện lên lau một cái liều lĩnh vẻ nữ vóc người cao gầy khuôn mặt tinh xảo cả người tiết sắc áo đầm tóc dài phất phới tự nhiên tán ở sau lưng thuộc nữ lối ăn mặc cho người lấy thân thiết cảm giác thư thích hai người cùng mạc phàm tuổi tác xấp xỉ nữ chính là ở thành phố đông hải một mực chiếu cố hắn biểu tỷ lý thi vũ nam là đơn bạn trai chị trương siêu biểu tỷ mạc phàm hướng lý thi vũ hô lý thi vũ thấy trên giường bệnh mạc phàm bước nhanh đi tới trong mắt đều là vẻ lo âu ân cần hỏi tiểu phàm ngươi tỉnh khá hơn một chút chưa chẳng qua là kết sỏi làm xong giải phẫu liền hết đau mạc phàm thấy lý thi vũ cười nói đáy mắt có chút ướt át rất nhanh liền lại giấu lý thi vũ là hắn sống lại tới nay nhìn thấy thứ một người thân nhân cũng là đối với hắn đặc biệt chiếu cố một vị người thân hắn vừa mới tới thành phố đông hải lý thi vũ liền nghĩ hết biện pháp giúp hắn quen thuộc hoàn cảnh giới thiệu bạn cho hắn biết chiếu cố hắn sinh hoạt học tập có thể nói tỉ mỉ chu đáo cứ việc không có đưa đến hiệu quả ngược lại làm cho hắn lâm vào là người khác trò cười những chuyện này hắn cũng nhớ ở đáy lòng có lẽ lần này gặp nhau đối với lý thi vũ mà nói chẳng qua là luân hồi tất nhiên đối với mạc phàm mà nói nhưng thoáng như một giấc mộng ước chừng cách 500 năm lâu mộng, tỉnh lại rốt cuộc lại gặp nhau. Bên cạnh, Trương Siêu tỉnh rụi đánh giá Mạc Phàm Đầu không cao, vô luận khí chất và tướng mạo đều là người đi đường giáp cấp đừng, chưa nói tới xuất chúng, càng cùng đẹp trai không liên quan, nhiều nhất coi như là thanh tú. Trên mình quần áo và đặt ở mép giường dày vừa thấy chính là hàng vỉa hè hàng, sợ rằng toàn thân cao thấp thêm cùng nhau vẫn chưa tới hắn một cái quần lót giá tiền như vậy một cái dáng vẻ quê mùa thằng nhóc phổ thông lại là lý thi vũ biểu đệ cái này coi như lý thi vũ thân là hoa khôi trường học một trong vô luận là tướng mạo và thân phận đều không phải là tên nhà quê này có thể so sánh lại đối với tên nhà quê này tốt như vậy thật là người khờ có phúc khờ trương siêu trong mắt lóe lên một tia khinh thường và ghen tị lý thi vũ gặp mạc phàm đã không có gì đáng ngại lúc này mới yên tâm cười giới thiệu đúng rồi, đây là bạn trai ta, và chúng ta một trường học, các ngươi quen biết hạ, sau này ở trường học tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạc Phạm ánh mắt hơi rét, chuyển tới trương siêu trên mình, nhìn hắn vị này, tỷ phu. Trương siêu trong nhà là địa ốc cửa hàng, của cải đặc biệt sung túc. Theo đuổi biểu tỷ một nửa là xem ở biểu tỷ là hoa khôi trường học, một nửa kia là xem ở biểu tỷ ba ba, cũng là hắn dượng là cục xây dựng phó cục trường người sau so người trước phân lượng còn lớn hơn một ít. Biểu tỷ sau khi tốt nghiệp đại học cuối cùng gả cho Trương Siêu, bất quá một chút cũng không hạnh phúc, Trương gia địa ốc càng ngày càng lớn, Trương Siêu vậy rất nhanh lộ ra nguyên hình. Rất nhiều lần ngay trước biểu tỷ và đứa trẻ mặt lộ vẻ mấy cái tiểu tam về nhà qua đêm. Hắn dượng mới từ cục xây dựng về hưu, Trương Siêu liền nghỉ biểu tỷ, không chỉ có tài sản bị rời đi, liền đứa trẻ nuôi dưỡng quyền cũng không có cho biểu tỷ hắn và biểu tỷ cuối cùng mấy lần gặp mặt biểu tỷ cũng khóc dối tinh dối mù bất quá khi đó nghèo khổ vất vả hắn vậy không có cách nào đối phó thành là chùm nhà đất trương siêu thì vũ biểu đệ đúng không ta kêu trương siêu trong nhà là làm địa ốc sau này ở trường học gặp phải phiền toái gì liền sách ta trương siêu tên chữ nhiều ít sẽ cho ta chút mặt mũi trương siêu rộng lượng chủ động đưa tay ra nói tiếp theo lại rộng lượng nói Đúng rồi, Phương diện xanh hoạt nếu như có vấn đề gì cũng có thể tìm ta, dù sao cũng đừng khách khí, ai bảo chúng ta là thân thích đâu. Nói bóng gió, chính là bố có tiền, không có tiền có thể tìm ta, bố tâm tình tốt sẽ cho ngươi điểm. Mạc Phàm, Mạc Phàm tay đều không khiêng xuống, thản nhiên nói Hắn rõ ràng nhớ được Trương Siêu không chỉ không có chiếu cố qua hắn, còn thích trêu cợt hắn, âm thầm còn phái người dạy bảo hắn, để cho hắn cách biểu tỷ xa một chút. Nếu là như vậy một người mặt thú tính người, hắn tại sao phải cho mặt mũi? Trương Siêu tay lúng túng treo chốc lát, ngay sau đó không cho là đúng cười một tiếng, thu tay về. Thi Vũ, người cái này biểu đệ rất sợ sinh à, cái này không thể được, ở thành phố lớn ra mặt thì phải dày, nếu không làm sao tìm được bạn gái. Người lấy vì ai đều giống như ngươi như nhau, ngươi không xem ở trên tay hắn còn ghim treo kim, Lý Thi Vũ tức giận giải thích. Là ta không thấy rõ, dù sao chúng ta cũng coi là giới thiệu qua, sau này cơ hội gặp mặt còn rất nhiều, từ từ biết, Trương Siêu cười nói, trong mắt lộ ra một tia âm lệ vẻ. Một cái ở nông thôn tới, lại không mua bố mặt mũi, có chính là cơ hội thu thập hắn. Có thể, Lý Vân tiêu khóe miệng vi kiều tích tự như kim. Kiếp trước hắn không có cách nào đối phó Trương Siêu, nhưng là bây giờ Trương Siêu ở hắn trong mắt bất quá là con kiến hôi một cái, hắn có hơn 10 ngàn loại biện pháp thu thập hắn. Cho dù là hắn bây giờ không có một tia pháp lực trong người. Trương Siêu vẻ mặt nhỏ lăng, khóe miệng cong ra một tia cười lạnh một tên nhà quê cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện chờ coi đúng rồi thi vũ chúng ta không phải nói xong phải đi đặt bánh sinh nhật thời gian không sai biệt lắm đến trương siêu cố ý nhìn xuống rolex đơn nhắc nhở ta biết lý thi vũ đáp một tiếng ân cần hỏi tiểu phàm chính ngươi ở nơi này không thành vấn đề chứ ta không có sao ngươi đi làm việc đi biểu tỷ Ừ, đây là ta cho ngươi mua điện thoại di động, chức năng không nhiều, gọi điện thoại gửi tin nhắn vẫn là có thể, thẻ đã giúp ngươi làm xong, bên trong cất điện thoại ta số. Có chuyện đánh liền ta điện thoại, Lý Thi Vũ từ trong túi sách cầm ra một cái điện thoại di động thả vào Mạc Phàm đầu giường. Cảm ơn biểu tỷ, Mạc Phàm cảm kích nói. 065 điện thoại di động còn là một vật hi hãn có thể mang điện thoại di động không giàu thì sang hắn mới tới biểu tỷ liền mua cho hắn điện thoại di động biểu tỷ đối với hắn chiếu cố có thể gặp một ban Đúng rồi ba ngày sau ta tiệc sinh nhật ngươi có thể tới sao ta rất nhiều bạn sẽ đi đều rất đẹp tính cách cũng tốt ta cho ngươi giới thiệu mấy cái biết tiệc sinh nhật mạc phàm chợt nhớ tới biểu tỷ trong tiệc sinh nhật làm rất long trọng mời rất nhiều có tiền có thế bạn học kiếp trước biểu tỷ muốn cho nàng giới thiệu bạn gái sau này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nhưng là ngay tại trong tiệc sinh nhật phát sinh một ít chuyện tình đưa đến hắn còn chưa tiến vào đông hải trung học liền bị rất nhiều người lâm vào mỉm cười nói thi vũ biểu đệ mới vừa động hoàn giải phẫu vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe tốt còn nữa mấy ngày thì phải tự trường có chính là cơ hội cho hắn giới thiệu bạn gái trương siêu giả nhân giả nghĩa đạo lần này tiệc sinh nhật là hắn là lý thi vũ chuẩn bị đến lúc đó khẳng định rất nhiều người sẽ cho lý thi vũ mời rượu liền lý thi vũ về điểm kia tửu lượng rất dễ dàng liền bị chuốc say Đến lúc đó hắn vừa vặn đem đem Lý Thi Vũ ngủ, gạo sống làm thành cơm chín, miễn được đêm dài lắm mộng bị những người khác lấy đi lần đầu tiên. Có Mạc Phàm cái thằng nhóc này ở đây, nhất định sẽ cản trở. Y tá tỉ tỉ ta biểu đệ hắn, em trai họ ngoại, Lý Thi Vũ lễ phép hỏi. Nàng thay Mạc Phàm gánh mấy cái cô gái, có chẳng phải dễ dàng mời tới, cho nên đây là một cơ hội, không thể bỏ qua, vạn nhất có một cái nhìn vừa ý nàng chỉ là một y tá biết cái gì ta đi hỏi bác sĩ đi trương siêu khinh thường nói bên cạnh một mực đang viết hồ sơ bệnh lý y tá tỉ tỉ nhìn trương siêu một cái lạnh lùng nói chỉ là một kết sỏi giải phẫu chờ một chút đánh xong từng chút liền có thể xuống giường quan sát không có chuyện gì ngày mai là có thể xuất viện con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh siêu cấp thần y tại đô thị Lâm Phong không giống nhau tán gái. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trương siêu chân mày vặn một cái, lạnh y tá một cái. Xen vào việc của người khác, cẩn thận tiểu ra tìm mấy người kéo ngươi chơi chế. Phục, dụ, hoặc cảm ơn tỷ tỷ, lý thi vũ cảm ơn y tá tỷ tỷ, đối với mạc phàm ra lệnh nếu như vậy các nơi định xong ta gọi điện thoại cho ngươi nhất định phải đi có nghe hay không ta nhất định sẽ đi mạc phàm cười cười nói nếu kiếp trước hắn ở biểu tỷ sinh nhật trong buổi họp bị lâm vào mỉm cười chuôi để cho biểu tỷ tiệc sinh nhật nửa đường buồn dầu thu tràng đời này sẽ trả biểu tỷ một cái tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ vui vẻ hòa phong quang tiệc sinh nhật hắn nhất định phải đi Vậy ta đi trước đặt bánh cách trễ giờ trở lại thăm ngươi, cho ngươi mang ăn ngon gà chiên." Lý Thi Vũ bóp Mạc Phàm lỗ mũi cười nói, "Ừ." Mạc Phàm gật đầu một cái. "Chúng ta đi nhanh đi, cửa tiệm kia mới vừa khai trương, nhân khí đặc biệt vượng, bây giờ đi không biết xếp tới khi nào." Trương Siêu không nhịn được thúc giục. Ở chỗ này đầu tiên là gặp phải một cái tên nhà quê, lại gặp phải một ngu y tá, hắn chịu đủ rồi, ừ, Lý Thi Vũ đáp một tiếng, lại dặn dò Mạc Phàm mấy câu, lúc này mới cùng Trương Siêu rời đi. Chúng ta ba ngày sau gặp Trương Siêu hướng Mạc Phàm phất phất tay, trong mắt vẻ hài hước chợt lóe lên. Tên nhà quê này đi cũng tốt, vừa vặn nhiều chút vui, cũng để cho tên nhà quê này biết cái gì gọi là không với cao nổi người biểu tỷ người không tệ, nhưng là bạn trai hắn nhìn dáng dấp không giống người tốt lành gì, thật là đáng tiếc, y tá tỷ tỷ nhìn chăm chằm hồ sơ bệnh lý bản cắn đầu bút, tiếc nuối nói. Mạc Phàm im lặng, cũng không phải là biểu tỷ không biết Trương Siêu làm người, biết vậy không có cách nào. Hắn dượng Lý Thường Thanh chỉ là một phó cục trưởng, quyền lợi có hạn, ở cấp phó lên nán lại mấy năm, luôn muốn tìm cơ hội lên trước. Trương Siêu phụ thân Trương Thiên vừa lúc là cái lôi kéo đối tượng, tuổi tác sắp xỉ, lại là làm địa sản làm ăn, gia sản không lớn không nhỏ. Vừa vặn Trương Thiên cũng gấp cần tìm một cái giống như Lý Thường Thanh như vậy núi dựa, hai người ăn nhịp với nhau. Lý Thi Vũ là được hai người liên hiệp công cụ, bị vô tình đẩy về phía Trương Siêu vừa mới bắt đầu trương siêu còn biểu hiện quy củ đối với biểu tỷ muốn gì được đó nhưng là bị trương siêu đạt được sau đó cái đuôi hồ ly lúc này mới lộ ra nhất là sau khi cưới trương siêu không chỉ có thường xuyên mang tiểu tam về nhà còn dùng đứa trẻ bức bách biểu tỷ người đi theo hộ cái này mới đưa đến biểu tỷ sau khi cưới thống khổ nếu như có cơ hội hắn nhất định phải để cho biểu tỷ rời đi trương siêu bất quá bây giờ hắn còn không làm được hắn phải cần thực lực chị đẹp, ngươi có giấy và bút sao? Mạc Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Làm sao, em đẹp trai, muốn cho chị viết tình thơ, y tá trêu nói. Mạc Phàm nhìn không có trương siêu đẹp trai như vậy, quần áo cũng không có trương siêu như vậy sáng rỡ, một đôi tròng mắt nhưng ít có trong suốt, cho người lấy rất có linh tính cảm giác. Điểm này để cho nàng tương đối thích Mạc Phàm. So tình thơ lãng mạn nhiều, Mạc Phàm thần bí cười nói. À, y tá tỉ tỉ chân mày nhỏ chọn cầm ra một cây viết và một cái da bò giấy notebook cho ngươi mặc phàm suy tính chốc lát cúi đầu tại notebook lên viết bất quá chốc lát hắn đem notebook lên hai trang giấy xé xuống tới một tờ trong đó kể cả notebook và bút đưa cho y tá y tá tỉ tỉ cầm lấy tờ giấy kia nhìn lướt qua mắt đẹp hơi sáng lên có chút không ngờ tranh thành hoa hồng phương thuốc, quả thật vừa lãng mạn lại thực dụng, bất quá ngươi thật hiểu trung y. Y tá cười quyến rũ nói, giống như mạc phàm lớn như vậy đứa trẻ, trừ phi là xuất thân trung y thế ra, nếu không có thể nhớ 20 loại thuốc đông y tên chữ đã không được. Mạc phàm cho nàng toa thuốc này, trừ tranh thành một đóa kiều diễm muốn thả hoa hồng hình dáng, còn rậm rạp chẳng chịt viết 36 loại trong tên thuốc và lượng thuốc trong đó một ít thuốc đông y nàng cái này học qua trung y người đều không nhận được. Cặp mắt ư máu, sắc mặt đỏ nhạt, da dầu mỡ, môi tối tăm tím, rõ ràng cho thấy can hỏa thịnh vượng, toa thuốc này có thể trị gan bệnh, dùng lâu dài còn có thể điều chỉnh thân thể, ngươi có thể đi thử một chút. Mạc phàm đạo hắn pháp lực đã hoàn toàn không có, nhưng là cả người cao cấp y thuật vẫn còn ở, nhìn ra y tá tình trạng cũng không khó, mở một cái điều chỉnh lá gan toa thuốc lại là một đĩa đồ ăn. Thật ra thì hắn toa thuốc này không chỉ có có thể điều chỉnh thân thể, dùng lâu dài, liền ung thư gan cũng có thể trị. Hơn nữa, cái này y tá cũng chỉ không phải can hòa thịnh vượng đơn giản như vậy, chỗ lá gan đã có vấn đề, toa thuốc này chữa trị nàng bệnh đủ nếu như là người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không quản, nhưng là cái này cái y tá tỉ tỉ cho hắn lấy cảm giác rất thân thiết, hắn không biết thấy chết mà không cứu. Y tá tỉ tỉ mắt đẹp chớp chớp, kinh dị nhìn chằm chằm mạc phàm. Nàng can hòa thịnh vượng nàng cũng biết, nhưng là cái này em đẹp trai làm sao biết, còn viết ra như thế phức tạp toa thuốc. Chẳng lẽ cái này em đẹp trai thật sự là kim đan kỳ cao thủ, không cẩn thận bị nàng bể kim đan? dựa theo toa thuốc này uống vào, không biết mang thai chứ. Y tá tỉ tỉ mắt đẹp tối tăm động, cười trêu nói. Không sẽ lập tức mang thai, nhưng là sẽ để cho ngươi ra đổi được lại nữa xù xì, khí sắc cũng biết đỏ thắm rất nhiều, đến lúc đó có thể hay không đẹp mang thai, ta cũng không biết. Mạc Phàm cười nói, tình trường lão luyện vậy. Nếu như đổi thành đời trước hắn nhất định sẽ đỏ mặt, nhưng là bây giờ hắn sớm đã không phải là vậy đứa con nít. Năm đó nhóc con đã chết, còn sống là một cái hơn 500 tuổi lão quái vật, phân phút là có thể đem người Mỹ nữ này y tá gặm không mảnh vải che thân người. Thật sẽ liêu, toa thuốc này thật có thể chữa bệnh, nàng gần đây quả thật cảm giác chỗ lá gan khó chịu, da xù xì, ánh mắt căng đau, đang chuẩn bị tìm một trung y điều dưỡng một chút cái này em đẹp trai không giống đang nói dối, nhưng thuốc cũng không phải ăn lung tung, vạn nhất nếm ra sự việc, so mang thai càng đáng sợ hơn. Người có thể tìm một lão trung y xác nhận, nếu như còn chưa tin, người ít có thể làm hắn là đóa hoa hồng, là ném là lưu cũng bằng ngươi sở thích. Toa thuốc này cũng không phải là tu chân giới vật, hơn nữa hoa hạ thất truyền một cái toa thuốc, tên là cửu long canh, là hắn trở lại trái đất tình cờ đạt được. Lúc ấy canh thuốc đã tàn tạ không hoàn toàn, hắn suy diễn tu bổ hồi lâu mới đưa hắn bổ sung đủ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là hắn một phía tình nguyện, người khác có tin hay không thì không phải là hắn sự việc. Y tá tỷ tỷ gặp Mạc Phàm mặt đầy thành khẩn, quyến rũ cười một tiếng, hào phóng đem phương thuốc nhét vào ngạo nhân ngực bên trong giống như ngươi như vậy dùng phương thuốc tán gái cũng không nhiều, tỷ tỷ tin ngươi một lần, thuốc phương tỷ tỷ ta nhận lấy, nói đi, muốn tỷ tỷ vì ngươi làm gì, ta muốn xuất viện, mạc phàm đạo. Kết sỏi đã vỡ, hắn đã không có cần thiết ở bệnh viện ngây ngô. Thả ở chỗ này nằm, ngược lại không như nghĩ một chút biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ có đổi được mạnh hơn, hắn mới có cơ hội thay đổi hết thảy các thứ này coi như không có y thuật, quả đấm không đủ cứng rắn, cũng có thể sẽ giống như đời trước như nhau, bị quân mạc ta đánh chết. Huống chi, trên trái đất linh khí khô kiệt đã sớm không thích hợp tu chân, tốc độ có thể so với tại tu chân giới chậm rất nhiều, hắn có chẳng qua là thời gian. Thật cầm ngươi không có biện pháp, có chuyện nhớ được cho chị ta gọi điện thoại, nhớ tỷ tỷ ta kêu Mộc Phong vãn cầm tay của người ngắn ăn thịt người mềm miệng nàng cầm lên mạc phàm điện thoại di động truyền vào điện thoại di động số gọi tới mộc phong vãn tên rất hay mạc phàm cười nói kiếp trước hắn chỉ biết là có như thế cái tiền vệ y tá nhưng không biết tên chữ đời này ban đầu liền bắt đầu không giống nhau rất tốt à thằng nhóc thúi ngoài ra một cái toa thuốc ngươi sẽ không là cầm tới ngâm mỹ nữ khác chứ mộc phong vãn cười hít mắt hỏi mạc phàm lắc đầu một cái say người rời đi phòng bệnh tờ này dĩ nhiên không phải ngâm người khác hắn là muốn mình ngâm con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện siêu cấp thần y tại đô thị lâm phong mắt chó coi thường người nghe chọn bộ tại mê audio com con vớt tơ dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trái đất linh khí thiếu thốn muốn nhanh chóng tăng lên tu vi chỉ có thể dựa vào dược vật nhất là tu luyện cảnh giới thứ nhất ngâm thân thể mượn dược lực có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức chỉ cần rèn luyện thân thể thành công hắn thân thể là có thể vượt qua người thường một lớn một khúc năng lực tự vệ nhất định là có còn như rèn luyện phía sau cảnh giới luyện khí tiên thiên kim đan nguyên anh hóa thần hợp nói độ kiếp đại thừa đó là ngâm thân thể chuyện sau này bây giờ cấp không được từng bước từng bước à mặc phàm ra bệnh viện rất nhanh ở vùng lân cận tìm được một nhà tên là duyên niên đường lớn tiệm thuốc mặc dù là buổi chiều tiệm thuốc bên trong vẫn có thật nhiều người ở mua thuốc nhìn dáng dấp dược liệu chủng loại sẽ tương đối toàn vừa mới tới thuốc cửa tiệm một người vóc dáng gầy đét ăn mặc âu phục mắt kiếng nam mặt mày vui vẻ ra đón bạn học tới mua thuốc mạc phàm gật đầu một cái đi vào ta kêu dương vĩ tới ta nơi này mua thuốc tất cả bạn học thích gọi ta vĩ ca viagra người muốn chút gì dương vĩ cung kính cười nói người nơi này cũng có cái gì mạc phàm hỏi ta nơi này à dương vĩ nhìn lướt qua bốn phía tặc hề hề tiến tới mạc phàm bên cạnh cái này phải xem ngươi muốn cái gì vào bến viagra tây dương mê tình thuốc bảo đảm tránh phẩm còn có nước nhật bộ bộ mỏng dính vượt qua thấu vượt qua chợt nếu như những thứ này ngươi không hài lòng ta còn có trạch nam thần khí chất lượng bao ngươi hài lòng khẳng định thoải mái không muốn không muốn tiệm thuốc vùng lân cận chính là một trường học bên trong học sinh tuổi tác cùng mạc phàm không sai biệt lắm chính là đối với người khác phái thời điểm tò mò không thiếu đứa trẻ đều bắt đầu sơ thường trái cấm những thuốc này và người lớn đồ dùng cũng bán đặc biệt lửa bất kể là có tiền con nhà giàu vẫn là học sinh phổ thông cho dù là không có tiền học sinh nghèo đối với những thứ này người lớn đồ dùng vậy hào không keo kiệt cho nên coi như mạc phàm ăn mặc vậy hắn vẫn rất nhiệt tình đều là hắn kim chủ à những thứ này người lớn đồ dùng lời có thể so với những cái kia thuốc đông y thuốc tây cao hơn mạc phàm bừng tỉnh hiểu ra trách không được nhiệt tình như vậy ta muốn mua một ít thuốc đông y và một bộ ngân châm thuốc đông y là dùng để luyện chế ngâm thân thể dịch còn như ngân châm là dùng để kích thích hắn tiềm lực hắn nắm giữ một môn kim thuật tên là đâm thần châm đặc biệt kích thích thân thể tiềm lực Hắn bây giờ thân thể mới vừa 16 tuổi, còn là một chỗ nam cũng không từng tu luyện, hoàn toàn là bảng trắng một khối, lúc này sử dụng hiệu quả tốt nhất. Không chỉ có thể kích thích tiềm năng thân thể, còn có thể tăng nhanh ngâm thân thể tốc độ. Đâm thần châm cộng thêm ngâm thân thể dịch, đem người rèn luyện đến tầng 4 hẳn không có vấn đề. Nếu như sử dụng chứa linh khí ngọc kim hành châm hiệu quả sẽ tốt hơn, bất quá toàn bộ trái đất linh khí cũng mỏng manh rất, nào còn có chứa linh khí ngọc kim, có lời vậy giá cả văn hoa. Không phải hắn bây giờ có thể mua được. Trên người hắn tổng cộng liền 500 khối, ngân châm cộng thêm 10 bộ luyện chế ngâm thân thể dịch thuốc đông y ít nhất phải dùng đi một nửa. Ngân châm và thuốc đông y, Dương Vĩ sắc mặt lập tức tiêu nghỉu xuống, thầm mắng một câu. CMN nguyên lai like không phải mua người lớn đồ dùng uổng nhiệt tình. Không phải tới mua người lớn đồ dùng, nhất định là vùng lân cận chàng trai nghèo, người lớn trong nhà bị bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, chỉ có thể dựa vào đứa bé đi ra tự mua thuốc nấu thuốc. Cái này cũng được đi, mua được cũng được, còn thường xuyên trả giá, trả giá vậy không quan hệ, làm ăn chính là như vậy, không thiếu còn thiếu tiền không bán cho hắn đi, hắn khóc rất đáng thương, để cho người thấy còn lấy là hắn không có đồng tình tâm. Bán cho hắn đi, mình lại nhức nhối, vốn là không được lợi bao nhiêu tiền. Hắn ghét nhất đi ra lừa gạt đồng tình tâm thiếu niên. Mua cái gì thuốc đông y, toa thuốc cho ta xem xem, Dương Vĩ Lạnh lùng nói. Giọng nói chuyện cùng mới vừa rồi hoàn toàn chừng như hai người, thật là băng lửa hai tầng trời. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lại không có cùng Dương Vĩ so đo, đem phương thuốc đưa tới. Ở hắn trong mắt Dương Vĩ cùng thằng Hề không việc gì phân biệt, hắn bất tử y tiên còn chưa tới cùng một cái hèn mọn thằng Hề so đo đến nước. Dương Vĩ nhận lấy phương thuốc, xem cũng không xem, chỉ chỉ một bên bảng. Thấy rõ cửa tiệm tổng thể không bán chịu, không có vấn đề hãy cùng ta tới. Dương Vĩ cầm phương thuốc thẳng hướng bên trong đi tới, Mạc Phàm theo ở phía sau. Thuốc đông y và người lớn đồ dùng cũng không tại cùng nhau, tự thành một cái phòng khách. Phòng thuốc đông y còn cất giữ cổ kiểu phong cách, cổ kiểu quầy, cửa lầu, cái hòm thuốc thật giống như đi vào cổ đại tiệm thuốc tựa như được. Trung quanh bầy các loại trung y dụng cụ chữa bệnh, châm cứu đồng nhân, rút ra ống rác lửa, lọ thuốc, vơ vét thổ tả bản đợi một chút mới vừa đi vào một cổ nồng nặc mùi thuốc liền xông vào mũi không phải bệnh viện cho toa à phải thêm một trăm tiền ký quỹ dương vĩ đi vào bên trong quầy lạnh lùng nói một trăm mạc phàm thanh âm run lên hắn tổng cộng liền năm trăm khối khấu trừ một trăm còn dư lại hắn muốn lần thứ hai ngâm thân thể cũng không đủ làm sao ngại đắt ngươi loại này không có bác sĩ ký tên toa thuốc đi cái khác tiệm thuốc cũng không có ai dám cho ngươi lái dương vĩ âm dương quái khí nói xem mạc phàm ánh mắt càng khinh bỉ ngân trâm ta muốn một bộ thuốc đông y ta muốn mười bộ ngươi tính một chút bao nhiêu tiền mạc phàm đạo dương vĩ hơi vui mừng một trăm khối là sạch sẽ kiếm ngân trâm cộng thêm mười bộ thảo dược làm sao cũng phải được lợi hắn năm trăm khối trừ tiệm thuốc chi phí và một chút chi phí đến tay hắn bên trong cũng có 400, đủ buổi tối bao cái tiểu thư. Đó cũng không tiện nghi, ta tính một chút à. Dương Vĩ cầm ra một cái máy tính ở phía trên đâm chốc lát, ngẩng đầu lên lộ ra một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười. Tổng cộng là 1.200 khối, xem ngươi là gắng gượng hiếu thuận, hẳn là cho người nhà mua thuốc đi, ta cho ngươi giá vốn 1.000, như thế nào? Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, hắn tuy là sống lại trở về, đối với lúc ấy vật giá còn có nơi biết rõ. Lúc ấy thành phố Đông Hải trung bình giá phòng cũng không quá 2.000 một mét vuông, hắn tùy tiện mua chút thuốc lại muốn nửa thước vuông nhà tiền. Ha ha, hắn thật là muốn cười, còn luôn mồm giá vốn. 300 khối, ta cân nhắc hạ, Mạc Phàm lạnh lùng nói, 300 khối, ngươi tại sao không đi cướp à, Dương Vĩ khóe mắt Dương lên, lạnh lùng nói ta nếu là đoạt cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hì hì, Dương Vĩ khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng cái này thân thể nhỏ cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Những học sinh này thiệt là trường học làm sao dạy, không thấy đứng ở cửa mấy cái cao lớn uy vũ bảo an. Bớt cùng ta ở nơi này nói chuyện vớ vẩn, thảo dược là tiện nghi, ngân châm nhưng mà kim loại quý trọng, còn muốn người tài giỏi xảo tượng chú tâm chế tạo, 300 khối liền muốn mua đi nhiều đồ như vậy. Người làm ta là mở từ thiện đường, không có tiền đi nhanh lên, đi những nhà khác đi, chúng ta cái này không bán. Dương Vĩ từ bên trong quầy đi ra, đem phương thuốc kín đáo đưa cho Mạc Phàm, không khách khí hạ lệnh trục khách. Vậy ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Mạc Phàm ở Dương Vĩ vỗ vỗ lên bả vai, ngón tay ở Dương Vĩ vai chu huyệt lần trước điểm dương vĩ nhất thời giống như chạm điện liền vậy nguyên cả cánh tay chết lặng vô cùng chết lặng sau này cánh tay rõ ràng không có ngày thường có lực như vậy hắn khác thường nhìn mạc phàm một cái hoạt động ra tay cánh tay không nhịn được nói thằng nhóc không mua thuốc đi nhanh lên chúng ta máy điều hòa không khí cũng không phải là trắng mát mẻ nói xong hắn xoay người hướng trong quầy đi tới mặt đầy nghi ngờ chẳng lẽ là gần đây chiêu gà chiêu nhiều Mạc Phàm không để ý đến Dương Vĩ, quét liếc chung quanh, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một cái châm cứu đồng nhân lên. Hả, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu. Siêu cấp thần y tại đô thị lâm phong cửu tử thần châm. Nghe chọn bộ tại mê audio.com con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình loại vật này hắn cũng không xa lạ gì, là cơ thể con người kinh lạc thú huyệt mô hình, học tập châm cứu lúc hắn vậy dùng qua. Lúc sử dụng ở đồng nhân bên ngoài thân đồ đèn cây, trong cơ thể rót vào thủy ngân, làm người học tập lấy huyệt vào kim. Lấy huyệt vị trí chính xác, thì kim tiến tới thủy ngân ra, như lấy huyệt có sai lầm, thì kim không thể nhập bất quá nếu như chỉ là một châm cứu đồng nhân còn chưa đủ để để cho hắn dừng bước hắn ánh mắt rơi vào châm cứu đồng nhân phía trên mấy cây trên kim tổng cộng bốn cây mỗi cây cũng rơi trên cơ thể người một cái tử huyệt lên tử huyệt danh như ý nghĩa có thể chết người huyệt đâm chi hẳn phải chết đánh nhau chết sống trong làm là sát thủ sử dụng tử huyệt tổng cộng 36 cái, phân là mềm nhám, bất tỉnh huyễn, nhẹ và nặng 4 huyệt, các loại tử huyệt đều có 9 huyệt vị. Cái này bốn cây kim lại rơi vào bốn chết huyệt lên, đừng nói đâm chúng bốn cái, đâm chúng một cái trong đó người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy một cái châm cứu đồng nhân bày ở chỗ này là dụng ý gì? Mạc Phàm tò mò đi tới, trừ châm cứu đồng nhân bên ngoài, bên cạnh còn đặt một cái mâm, bên trong có 5 cây châm cứu. Ha ha, thì ra là như vậy, trách không được không nhìn ra, chẳng qua là suy tính chốc lát, Mạc Phàm cười nhạt nói. Cái này bốn cây châm cứu cũng không phải là người qua loa chen vào, mà là một loại không trọn vẹn kim thuật tên là cửu tử thần châm lấy chín kim đâm người chín chỗ vô cùng tử huyệt, gửi người lấy chết sau đó sống, lấy cửu tử nhất sanh ý. Trong đó một cây kim đâm vào sâu cạn có vấn đề, cái này mới đưa đến hắn chợt vừa thấy nhìn không ra là cửu tử thần châm. Nhìn dáng dấp cái này tàn tạ không hoàn toàn kim thuật là có người cố ý bố trí, để cầu người có duyên bổ toàn. Coi là người này vận khí tốt, Mạc Phàm thầm nói hoa hạ kim thuật bác đại tinh thâm, nhưng thất truyền quá nhiều, cửu tử thần châm chính là một loại trong đó, bố trí châm cứu đồng nhân người có lòng bổ toàn, hẳn không phải là người xấu. Tác thành hắn vậy không việc gì không thể, đối với hắn mà nói bất quá là thuận tay lấy. Hắn nắm được châm cứu đồng nhân huyệt cưu vĩ vị trí châm cứu, nhẹ nhàng vê động, rút ra một cm cỡ đó, ngừng lại. Tiếp theo, hắn cầm lên mâm châm cứu, tay dậy kim rơi, châm cứu đâm vào huyệt nhân trung, huyệt quan nguyên, huyệt khí hải, huyệt thái âm. Hắn đang muốn cầm lên thứ 9 cây châm cứu, hoàn toàn bổ toàn cửu tử thần châm, thanh âm chói tay từ phía sau lưng truyền tới. Dừng tay, người biết châm cứu này đồng nhân và châm cứu đắt bao nhiêu sao, là ngươi có thể đâm loạn sao, làm hư ngươi thường nổi sao dương vĩ gặp mạc phàm còn không đi lại đang tay máy hạc đại sư bố trí châm cứu đồng nhân thốt nhiên giận dữ đi tới mạc phàm mặt không cảm giác đem cuối cùng một cây châm cứu thả lại mâm xoay người liền phải rời khỏi nếu duyên không được chia hắn vậy không có biện pháp đợi một chút dương vĩ kéo mạc phàm đếm đếm đồng nhân và mâm dặm châm cứu xác nhận một cây không thiếu lúc này mới buông ra mạc phàm thằng nhóc con nếu như không phải là bị ta thấy châm cứu thật đúng là bị ngươi trộm đi lập tức cút nếu không bố để cho cảnh sát mang ngươi đi ngươi nói gì mạc phàm trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, ánh mắt như hàn băng lợi kiếm vậy nhìn chằm chằm dương vĩ hắn không cùng dương vĩ vậy kiến thức nhưng là không có nghĩa là hắn không thể coi như hắn bây giờ không có pháp lực trong người, chỉ là một 16 tuổi đứa trẻ, thân thể con người toàn thân 72 chỗ chỗ hiểm huyệt, 36 chỗ tử huyệt hắn rõ ràng vô cùng, tùy tiện một quyền đi xuống. Liền đủ để cho Dương Vĩ hối hận đến đời sau. Bị mạc phàm như vậy một nhìn chăm chú, Dương Vĩ chỉ cảm thấy sống lưng run lên, thật giống như có một cây dao găm để ở hắn sống lưng chỉ muốn cái này chàng trai một cái ý niệm, hắn cũng sẽ bị xuyên tim mà chết tựa như được. Loại cảm giác này vô cùng chân thật, để cho hắn hai chân không khỏi như nhũn ra. Hắn một cái người đàn ông ăn rồi muối so thằng nhóc này ăn rồi gạo đều nhiều hơn, lại bị giật mình, cái này làm cho hắn trên mặt rất mất mặt ta nói ngươi trộm đồ, thế nào, người không lớn, nóng này không nhỏ, có tin hay không ta liền nhà ngươi dài đưa đến bót cảnh sát, nhỏ như vậy liền đi ra trộm đồ, nhất định là nhà dài suối biểu. Dương Vĩ lấy can đảm nói, một cái nhóc con mà thôi, có thể đem hắn như thế nào? Phải không, Mạc Phàm lạnh lùng nói, thanh âm phảng phất từ cửu u địa ngục truyền tới vậy đời trước cha mẹ bị người làm nhục, hắn bởi vì là hèn nhát không có đi làm cái gì, đời này, hắn tuyệt sẽ không cho phép một chút làm nhục cha mẹ hắn tồn tại. Ai hổ thẹn người đó chết? Vậy ngươi đi chết đi, không có bất kỳ pháp lực, nhưng là hơn 500 tuổi tinh thần lực nhưng chợt tiết ra, như một đạo tinh thần công kích đâm vào dương vị óc. Dương Vĩ chỉ cảm thấy óc loạn vo ve một mảnh, cả người thật giống như rơi vào một mảnh tu la trong địa ngục, các loại thê thảm kiểu chết hiện lên ở hắn trước mắt, vô cùng kinh khủng. Hắn đang muốn tan vỡ lúc đó, tiệm thuốc bên ngoài một chiếc chạy băng băng ngừng lại. Ở 06 năm, mới có thể có chiếc xe riêng khẳng định không giàu thì sang, có thể ngồi như vậy xe sang người tất nhiên là nhân vật thượng lưu trên xe Mercedes xuống một người già một non nớt hai người, ông già tám chín chừng 10 tuổi dáng vẻ, tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước. Mặc trên người chiếc màu trắng văn kim đường trang, vừa thấy liền cho người đức cao vọng trọng cảm giác. Nữ nhân vật nhỏ hơn 20 tuổi người đẹp, lật sắc mái tóc dài, cả người màu xám bạc âu eo đựng, bên trong là một kiện áo sơ mi trắng tu thân quần áo đem nàng nên lồi địa phương miêu tả sinh động nên gầy địa phương lộ vẻ được yêu kiều nắm chặt nên lộ hoàn toàn lộ ra tuyệt đẹp khuôn mặt mang lãnh khóc vẻ cho người lấy cao không thể leo tới cảm giác hai người đi vào tiệm thuốc thấy châm cứu đồng nhân cạnh mạc phàm và dương vĩ lập tức đi tới chuyện gì xảy ra người đẹp lạnh giọng hỏi dương vĩ bị mạc phàm như thế nhìn chăm chú một chút cảm giác lập tức phải tan vỡ nghe có người kêu hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại hắn dài hút mấy cái khí thấy là lão bản của hắn tần duẫn nhi thật giống như thấy cứu tinh liền vậy bà chủ ngươi trở lại rồi cái này nhóc con là tới mua thuốc ta cho hắn giá vốn hắn chê chúng ta tiệm thuốc thuốc đắt không mua cũng được đi còn ở đây lộn xộn hạc lão bày ra đồng nhân ta nói hắn đôi câu, hắn lại tuyên bố muốn giết hắn, tần dẫn nhi nghe dương vĩ mà nói, cau lại hạ chân mày, lạnh lùng quét mạc phàm một cái. Nếu như chẳng qua là quấy rối, ngược lại cũng không việc gì. Châm cứu này đồng nhân nhưng mà hạc lão xài rất lớn tinh lực mới xác định bốn kim, đối với nàng và hạc lão mà nói đều có phi phàm ý nghĩa. Như thế vật chân quý, lại để cho một cái đứa nhỏ cho làm loạn nàng quét mạc phàm một cái, vốn là ánh mắt lạnh lùng thêm mấy phần tức giận. Hạc lão, ngươi xem làm thế nào, muốn không muốn báo cảnh sát, tần duẫn nhi cung kính hỏi. Không cần, những thứ này ta đều ghi tạc trong lòng, rối loạn lại bày là được. Hạc duyên niên hiền hòa cười một tiếng. Không cho là đúng quét châm cứu đồng nhân một cách, cái này đảo qua không làm chặt toàn bộ tựa như nhập ma vậy, kinh ngạc hướng châm cứu đồng nhân đi tới hạc lão thế nào nửa ngày hạc duyên niên mới quay đầu khó tin hỏi nói người chắc chắn cái này mấy cây kim là vị này hắn cắm đi lên không sai chính là hắn trừ hắn không có người khác động tới dương vĩ vỗ ngực trăm phần trăm xác nhận nói tần dẫn nhi và hạc lão đối với cái này châm cứu đồng nhân coi trọng hắn là biết nghe nói đồng nhân lên kim thuật là cho một nhân vật lớn chữa bệnh dùng vẫn còn nghiên cứu giai đoạn nếu như xảy ra chuyện coi như đem hắn mạng nhỏ muốn vậy không thường nổi, nhất định phải nắm chặt hệ phủi sạch sẽ, để cho cái thằng nhóc này đi gánh nồi. Hạc lão, thế nào, có phải hay không hoàn toàn rối loạn, tần dẫn nhi cau mày, lo lắng hỏi, nhìn về phía mạc phàm ánh mắt tức giận lại thâm sâu mấy phần. Cái này đồng nhân xảy ra chuyện, muốn người này mạng cũng không quá đáng không không hoàn toàn đúng không chỉ có hoàn toàn đúng liền lão hủ trước khi sai lầm cũng bị vị tiểu hữu này cho sửa lại hạc lão vô cùng kích động đạo con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng